tuyết phụ nữ dụ đi ngoại tình dễ nhất. Các bạn thân mến, xã hội đang ngày càng tự do công bằng thì mọi vấn đề đều dần được trở nên phức tạp hơn. Ngày trước, hội chị em đua nhau tìm bí quyết để nhận diện mẫu đàn ông tốt, nhận diện mẫu một người chồng tốt, hay là làm cách nào để bảo vệ mái ấm gia đình. Thế nhưng ngày nay, các anh cũng vội vàng tìm hiểu những mẫu phụ nữ thích đi ngoại tình, dễ đi ngoại tình nhất sau những lần yêu nhầm những cô nàng đồng đạch. Người phụ nữ được hội nhập với xã hội nhiều hơn đã khiến cho con số ngoại tình ngày càng tăng. Những anh đàn ông, các anh có biết đâu là những mẫu phụ nữ dễ dụ đi ngoại tình nhất hay không? Hãy cùng với chúng tôi chia sẻ trong video ngày hôm nay. Top 8 những tuyết phụ nữ dụ đi ngoại tình đơn giản nhất. Bởi vì những người phụ nữ này dường như chỉ chờ đợi một người đàn ông đến và mời gọi mình thôi. Mẫu đầu tiên không gì khác chính là những người phụ nữ có nhu cầu tình dục cao. Mẫu phụ nữ này thích đi ngoại tình. Và dù những người đàn ông bên cạnh có mời gọi cô ta đi chăng nữa thì cũng không cần thiết, bởi vì chính cô ta sẽ là người đi tìm người đàn ông của đời mình, tìm những người đàn ông có thể đáp ứng được nhu cầu của bản thân, dù đó có phải là người chồng hay chỉ là một người đàn ông qua đường. Đàn ông ngoại tình vì sex thì đàn bà cũng như vậy. Đó là một trong những nhu cầu bản năng mà ai cũng cần phải thỏa mãn khi mà bước vào độ tuổi sinh sản. Tùy trường hợp mà phụ nữ ngoại tình do tình dục so với nam giới sẽ không phổ biến bằng. Nguyên nhân là bởi vì phụ nữ họ có nhu cầu thấp hơn so với đàn ông và khả năng kiềm chế cũng tốt hơn. Thế nhưng ngược lại, chúng ta cũng phải biết rằng nhu cầu tình dục là bản năng sinh học của con người. Phụ nữ đôi khi họ e dè trong đời sống tình dục vì sợ bị người đời đánh giá và nhân cách của mình. Phụ nữ Việt Nam cũng không phải kiểu người phóng khoáng trong tình dục quá. Có lẽ vì vậy mà đời sống của chị em thường khép kín, ít thổ lộ sự ham muốn hơn là nam giới. Tuy nhiên, thì chúng ta đang sống trong một thời đại rất tự do. Phụ nữ dần cởi mở hơn, dần táo bạo hơn với những nhu cầu của mình. Có những cánh hồng sở hữu đời sống tình dục cao và họ cần được đáp ứng. Vậy nhưng người bạn đời lại chưa thể làm. Họ có những giây phút thực sự thăng hoa, chưa thể khiến chị em tận hưởng được những đỉnh cao trong cuộc yêu. Hoặc là những người đàn bà đang có nhu cầu tình dục rất cao mà lại không có chồng để cùng với mình trải qua những giây phút hạnh phúc. Có thể là đã từng ly hôn, một bà mẹ đơn thân. Đó cũng là những lý do mà phụ nữ tìm đến ngoại tình, tìm đến một người đàn ông khác để giải phóng sự khao khát đang bị cầm tù của mình. Chính vì vậy, mẫu phụ nữ có nhu cầu cao chính là mẫu phụ nữ dễ dụ ngoại tình nhất. Thứ hai chính là mẫu phụ nữ đang cô đơn và gặp trắc trở trong tình yêu và hôn nhân của mình. Ai cũng thấy thôi, và phụ nữ kết hôn thì luôn muốn tìm cho mình một người bạn đời để san sẻ và dựa dẫm. Thế nhưng không phải cô nàng nào cũng may mắn như vậy trong hôn nhân. Có rất nhiều cô gái cưới phải một người chồng vô tâm và cục tính. Chính điều này đã khiến cuộc hôn nhân rơi vào sự im lặng trong bế tắc. Và một người phụ nữ cô đơn, nếu gặp được một người đàn ông chu đáo, quan tâm, chia sẻ thì siêu lòng là việc đương nhiên. Chính vì vậy, người phụ nữ cô đơn chính là mẫu phụ nữ dễ dụ ngoại tình thứ hai mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Mẫu phụ nữ thứ ba rất dễ dụ ngoại tình và rất dễ sa vào lưới tình của đàn ông, đó chính là những mẫu phụ nữ tham vọng và ham hy vinh, ưa cuộc sống vật chất. Có nhiều người phụ nữ sở hữu lòng tham vọng rất cao. Họ là những con người không muốn sống những cuộc đời nghèo khó, phải khổ sở vì tiền. Bởi vì có lòng hư vinh cao nên họ thường sẽ bỏ hết tâm sức và sự nghiệp hơn là dành cho hôn nhân gia đình. Mẫu phụ nữ giàu tham vọng vật chất thì thời nào cũng có. Họ còn sẵn sàng bán rẻ cả thân xác của mình để đổi lấy một cuộc sống giàu sang. Nếu như ngoại tình giúp phụ nữ có được cuộc sống như bà Hoàng thì tại sao họ lại bỏ lỡ? Đặc biệt là trong xã hội đề cao vật chất như hiện nay thì lại càng khiến nhiều cô gái bán mình hơn nữa. Ngoại tình với họ đôi khi chỉ giống như một mối quan hệ thuận mưa vừa bán. Thế nên buổi sáng cô nàng này có thể hẹn hò với một anh chàng giàu có, buổi tối lại có thể lên xe với một người đàn ông đáng tuổi bố mình, nhưng túi tiền thì lại dày vô cùng. Kiểu phụ nữ ngoại tình vì ham hư vinh không còn hiếm gặp trong xã hội. Nhu cầu cao về đời sống vật chất khiến cho nhiều người phụ nữ có xu hướng tìm kiếm những người đàn ông giàu có. Tâm lý chung của chúng ta thường khó có sự thỏa mãn về tiền tài và danh vọng. Và với mẫu phụ nữ ham hư vinh, ưa cuộc sống vật chất,
thì lại càng dễ hiểu khi một cô gái thích đứng núi này trông núi nọ. Mẫu phụ nữ ham mê vật chất thường được ví như những cô nàng nghèo mỏ. Họ sẽ đến với người đàn ông trong khi túi anh ta dày cộm và rời đi khi mà đã hút sạch sẽ. Cô nàng cũng sẽ có tâm lý so sánh người yêu hoặc người bạn đời với người đàn ông khác. Và khi tìm được một người ngon hơn, giàu có hơn thì chắc chắn họ sẽ không ngần ngại để đi ngoại tình để có thể hưởng thụ đời sống sung túc và giàu có. Với mẫu phụ nữ ham hư vinh và ham tiền bạc như thế này thì tán tỉnh và dụ ngoại tình rất dễ thôi. Chỉ cần bạn là một người đàn ông có nhiều tiền, mang đến cho cô ta một cuộc sống vật chất sung sướng thì sẽ tán đổ ngay và dụ ngay được cô ta ngoại tình mà không cần phải thêm quá nhiều những yếu tố khác nữa. Chính vì vậy, mẫu phụ nữ ham hư vinh, ưa cuộc sống vật chất, ham ăn lời làm này là mẫu phụ nữ thứ ba dễ dụ ngoại tình nhất. Mẫu thứ tư dễ dụ ngoại tình đó chính là những người phụ nữ trung niên tuổi hồi xuân. Trong cuộc đời một người phụ nữ thì có giai đoạn được mà gọi là giai đoạn hồi xuân. Khi mà người phụ nữ bước qua tuổi trung niên và cảm thấy cuộc sống đã an phận, không còn gì đặc sắc nữa, thì bỗng nhiên có một sức sống mãnh liệt trẻ trung trỗi dậy. Họ bỗng giống như những cô nàng đôi mươi cực kỳ mơ mộng, trẻ trung và tươi mới. Phụ nữ tuổi hồi xuân có đời sống tinh thần và tình dục rất phong phú. Đôi khi người bạn đời cũng chưa chắc đủ tinh tế để đáp ứng kịp thời đâu. Người chồng cứ tưởng là đã hiểu hết vợ mình sau mấy chục năm chung sống, nhưng hóa ra lại như nắm cát trong tay, càng nắm càng tuột. Chính sự thiếu hòa hợp này đã dẫn đến tỷ lệ ngoại tình của phụ nữ trung niên tăng cao. Hơn nữa, mẫu phụ nữ hồi xuân mang một vẻ đẹp mặn mà và rất bí ẩn. Với vẻ đẹp nữ tính này thì rất dễ dàng thu hút những người đàn ông khác, kể cả là những người đàn ông trẻ tuổi. Những chàng trai trẻ tuổi khó có thể tỉnh táo trước vẻ đẹp của một người phụ nữ trung niên đang phơi phới xuân thì, mà túi tiền thì lại cũng đang rình rình. Người phụ nữ đang cô đơn lại gặp được một người đàn ông có tình ý. Vậy là câu chuyện ngoại tình sẽ diễn ra một cách dễ dàng. Mẫu phụ nữ biết mình đẹp, sắc nước hơn trời cũng là mẫu phụ nữ thứ năm, cũng rất dễ đi ngoại tình. Phụ nữ đẹp là mẫu phụ nữ khiến cho đứng mày râu vừa khao khát vừa dè dặt. Lợi thế về nhan sắc sẽ giúp phụ nữ dễ dàng khẳng định mình và giành được nhiều lợi thế hơn trong kể cả công việc và cuộc sống. Vậy mới nói đẹp cũng là một loại năng lực. Cô nàng cũng biết mình được săn đón, biết mình luôn được đàn ông thèm muốn và biết mình muốn được tôn vinh. Và cô nàng thích điều đó. Chắc chắn là họ sẽ sử dụng nhan sắc của mình như một loại vũ khí để nâng cao giá trị của bản thân. Cô nàng có thể hẹn hò với nhiều anh chàng cùng lúc để tận hưởng cảm giác săn đón tán tụng. Đồng thời cô cũng nhận được rất nhiều lợi ích từ những anh chàng mình đang hẹn hò. Bởi vậy gái đẹp luôn đắt giá và không có cô gái khờ dại nào lại đi phí hoài nhan sắc trời cho của mình cả. Nhiều người dì tai nhau rằng phụ nữ họ sẽ trở thành thuốc độc khi mà họ biết mình đẹp. Phụ nữ xinh đẹp thích tỏa sáng. Hơn nữa họ cũng biết được sức hấp dẫn và giá trị của mình. Họ muốn mình được đứng trên sân khấu lớn với ánh đèn rực rỡ để nhiều người chiêm ngưỡng và vỗ tay. Họ luôn thích bản thân được khen ngợi, chú ý và thậm chí là thích được ghen tị nữa cơ. Một mẫu phụ nữ của công chúng rất khó để có thể sống một cuộc đời an phận. Mẫu phụ nữ có ngoại hình xinh đẹp quyến rũ đương nhiên sẽ rất thu hút nam giới. Cuộc đời của họ sẽ trải qua nhiều mối tình. Sắc đẹp giúp cho họ có nhiều cơ hội để lựa chọn người bạn đời hơn. Nhưng không phải cô gái nào cũng an phận sau khi kết hôn. Ham muốn được chú ý và ham muốn được tâng bốc sẽ thôi thúc họ bước lại sân khấu. Sân khấu mà được những người đàn ông tung hô. Các cô nàng sẽ cảm thấy hao phí nhan sắc cho một người đàn ông thật là phí phạm. Hơn nữa nhan sắc xinh đẹp của họ còn có thể giúp họ có nhiều điều hơn: tiền tài, vật chất, địa vị, danh vọng. Chính vì vậy mà tỷ lệ ngoại tình của những người đàn bà đẹp và quyến rũ là rất cao. Họ sẵn sàng dùng nhan sắc của mình để đổi lại những lợi ích mà mình mong muốn. Mà đôi khi lợi ích mà họ muốn nằm trên người đàn ông khác, của một người đàn ông khác, không phải là chồng mình. Với mẫu phụ nữ đẹp này, chỉ cần bạn mang đến cho cô ta những điều mà chồng cô ta không thể mang tới: tiền bạc, vật chất, địa vị, sự giàu có. Tất cả những yếu tố này nếu bạn đáp ứng được cho một người đàn bà đẹp thì việc dụ cô ta ngoại tình là một điều không khó. Bởi vì mẫu phụ nữ đẹp rất khó có thể giữ được mình. Mẫu phụ nữ thành đạt cũng là một mẫu phụ nữ rất dễ dụ ngoại tình.
Nghe thì có vẻ vô lý khi mà những người phụ nữ thành đạt ít nhiều họ có sự tỉnh táo rất lớn. Thế nhưng chính những người phụ nữ thành đạt và ngạo mạn này lại cũng rất dễ để có thể sa ngã. Thành công trong sự nghiệp khiến cho phụ nữ ý thức được giá trị cao của mình. Họ muốn cuộc sống của mình cũng được nâng cấp xứng đáng hơn. Một người bạn đời của họ lúc này giống như một sản phẩm lỗi thời, còn mình thì lại là một phiên bản giới hạn. Vì vậy phụ nữ mới tìm kiếm những người đàn ông mang đến cho họ cảm giác cao quý thực thụ. Phụ nữ thành đạt tiếp xúc với rất nhiều người khác giới, đương nhiên là vậy. Và quan trọng đây đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu, hoặc là những tầng lớp rất có tiền, rất giỏi. Sự hào nhoáng dễ dẫn đến sự thu hút người phụ nữ. Và cô nàng sẽ dễ dàng lao vào vòng tay của người khác nếu như không có một người chồng đủ thông minh ngăn chặn lại, và một người chồng theo kịp được sự thành đạt của cô ta. Mẫu phụ nữ thành đạt thực sự với cái đầu nhiều sạn của mình, nhưng lại cũng khá khó giải trong tình yêu khi mà lao theo những mối tình vụng trộm. Ngược lại với mẫu phụ nữ luôn tự cao tự đại thì mẫu phụ nữ dễ rung động, yếu mềm, đa sầu đa cảm, cũng là một mẫu phụ nữ rất dễ bị đàn ông dụ đi ngoại tình. Và một khi bị đàn ông dụ thì rất dễ cắn câu. Mẫu phụ nữ ngoại tình, đa sầu đa cảm, chúng ta biết rằng nữ giới vốn là những người phụ nữ sống khá mộng mơ, sống nội tâm và giàu trí tưởng tượng. Nhưng mà sẽ có những người mang sắc thái nữ tính rất đậm nét. Họ là người có trái tim rất yếu đuối, nhanh chóng say nắm bởi một người đàn ông. Chỉ một ánh mắt, một nụ cười, một cử chỉ lịch thiệp cũng đủ khiến cho trái tim người phụ nữ này bấn loạn. Phụ nữ dễ động lòng mà không có một cái đầu lý trí thì rất dễ đổ vỡ hôn nhân. Họ sẽ khiến cuộc hôn nhân của mình bế tắc khi mà lựa chọn tiếng nói theo con tim để sống. Nhưng trái tim thì đâu phải lúc nào cũng đúng đâu. Nên chắc chắn cô nàng sẽ phá tan thành mái ấm của mình, dù đôi khi chỉ là những hành động vô tình. Kiểu phụ nữ đa sầu đa cảm là một người sống thiên về cảm xúc một cách thái quá. Nhược điểm này chính là nguyên nhân khiến cho con tim họ dễ lạc lối. Và dù bản thân đã có nơi để nương tựa, thì con tim vẫn chưa bao giờ chịu ngủ yên. Họ dựa dẫm vào cảm xúc của mình quá nhiều, khiến cho óc phân tích và óc phán đoán bị suy giảm. Vì vậy mẫu phụ nữ này rất dễ dàng bị người đàn ông dụ đi ngoại tình. Chỉ một hành động nhỏ nhặt thôi cũng đã khiến cho cô nàng đập loạn nhịp rồi còn đâu. Để từ đó cô nàng bắt đầu với những cảm xúc sâu kín, ngày nhớ đêm mong và dẫn đến ngoại tình tư tưởng. Và khi tình cảm đã nhen nhóm được rồi thì được thổi bùng bằng việc đối phương bật đèn xanh, họ sẽ lao ngay vào vòng xoáy ngoại tình. Nếu gặp thêm một người chồng vô tâm không biết cách chia sẻ với vợ thì những người phụ nữ này càng trở nên nông nổi và dễ đi lệch hướng hơn. Tính cách yếu mềm và cả tin sẽ là điểm trừ rất lớn khiến cho chị em dễ bị lừa gạt trong tình cảm. Mặc dù rất là đáng trách nhưng cũng có phần đáng thương. Vì vậy cánh mày râu cũng phải đủ tinh tế và quan tâm hơn khi hẹn hò và kết hôn với mẫu phụ nữ này. Mẫu phụ nữ thứ 8, đó là mẫu phụ nữ làm trong những ngành có tỷ lệ ngoại tình cao, cũng là những người phụ nữ dễ bị đàn ông dụ ngoại tình nhất. Nhiều nghiên cứu về vấn đề ngoại tình thời hiện đại đã hé lộ nhiều sự thật thú vị. Trong đó, chủ đề nghiên cứu xếp loại các nhóm ngành nghề có tỷ lệ ngoại tình cao gây nhiều tò mò. Môi trường vốn dĩ tác động rất lớn đến tâm lý, suy nghĩ và hành động của một con người. Vì vậy mà nghiên cứu về nhóm ngành nghề dễ ngoại tình cũng không phải là khó hiểu. Khi phụ nữ họ tham gia một công việc cũng sẽ chịu ảnh hưởng với văn hóa của môi trường. Họ dễ có xu hướng noi theo hành động của đám đông, đặc biệt là khi thấy hành động này phổ biến, thú vị và có nhiều người hưởng ứng. Nói cụ thể hơn là các chị em ngoại tình vì thấy xung quanh mình mọi người cũng ngoại tình chót lọt, mọi người ăn phở cũng rất vui và mình cũng muốn đến thử. Các ngành nghề được xếp vào nhóm có tỷ lệ ăn phở cao điển hình như là tiếp viên hàng không, nhân viên văn phòng, nhân viên ngành ngân hàng, ngành giải trí, các cô thư ký, trợ lý giám đốc, và còn một số ngành nghề khác nữa như là tiếp viên các quán bar, tiếp viên các quán nhậu, quán bia. Tuy nhiên thì không phải 100% những người hoạt động trong ngành nghề này đều sẽ ngoại tình. Vì vậy thông tin này chỉ được xem xét như một tài liệu tham khảo thôi nhé. Các bạn đừng lấy nó ra để quy chụp người phụ nữ nào. Cuối cùng, mẫu phụ nữ có tình sử yêu đương phức tạp chính là mẫu phụ nữ mà người đàn ông nếu muốn ngoại tình thường hay nhắm tới. Lịch sử tình yêu cũng một phần phản ánh nào tính cách của một cô gái. Bạn sẽ phải cân nhắc khi hẹn hò với một cô gái có danh sách người yêu cũ cứ dài dằng dặc. Cô nàng thay người yêu như thay áo,
thông thường sự thủy chung sẽ không cao. Tuy nhiên hãy tìm hiểu kỹ hơn về nguyên nhân chia tay của cô ấy. Biết đâu họ là một con gái tốt nhưng toàn gặp phải những chàng sở khanh thì sao? Chính vì vậy, cũng đừng tùy tiện khi mà dụ dỗ mẫu phụ nữ này. Cẩn thận không, bạn sẽ gây tác dụng ngược. Mẫu phụ nữ có tiền sử yêu đương phức tạp hoặc mẫu phụ nữ đã ly dị quá nhiều chồng, và những mẫu phụ nữ thường được người đàn ông cho vào tầm ngắm để dụ dỗ tòm tem. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ba bí mật sống để dạn, chết mang theo. Đàn bà khôn quyết giữ kín cả đời. Dưới đây là những bí mật đàn bà khôn ngoan quyết giấu kín cả đời. Dù là cha mẹ hay bạn thân cũng không tiết lộ nửa lời. Nếu là đàn bà khôn ngoan thì dù có đánh chết cũng sẽ không bật mí những bí mật vô cùng nhạy cảm này với bất cứ ai, kể cả gia đình hay người thân. Thứ nhất, giữ kín những bất hòa giữa hai vợ chồng. Hôn nhân sẽ khó tránh khỏi những mâu thuẫn, bất hòa. Thay vì mang chuyện trong nhà đi kể lể với bản dân thiên hạ như phụ nữ khờ dại, thì phụ nữ thông minh sẽ dĩ hòa vi quý, ngồi lại trò chuyện với chồng. Nàng hiểu rằng chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ nhất cả hai gặp phải vấn đề gì, đâu là phương án giải quyết ổn thỏa, hợp tình, hợp lý nhất. Nhờ thế, vợ chồng sẽ tự làm lành, hòa thuận và yêu thương như ban đầu. Việc xin ý kiến của người ngoài về việc của gia đình sẽ chẳng thể giúp mọi chuyện khá hơn, mà còn làm tình hình trở nên tồi tệ, rối rắm hơn rất nhiều. Thứ hai là giữ kín những thiếu sót của chồng. Ngay cả chính bản thân mình cũng không hoàn hảo, nên phụ nữ bản lĩnh càng không đòi hỏi chồng phải toàn năng. Cô ấy tôn trọng những khác biệt, sống hòa bình với những thiếu sót của chồng, bởi giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Thay vì xét nét, so đo, tính toán với chồng từng ly từng tí, bạn hãy đặt mình vào vị trí của đối phương để hiểu cho anh ấy. Đừng bao giờ kể xấu chồng, cũng đừng dại dột khai hết những thiếu sót của anh ấy với người ngoài. Nếu không, bạn sẽ phải trả giá đắt cho sai lầm của mình. Thứ ba là giữ kín số dư trong tài khoản. Nếu phụ nữ nông thản thường thích khoe mẽ, phóng đại sự giàu có của mình bằng việc chủ động công khai về những gì mình đang có, tài sản mình đang sở hữu để nhận được sự trầm trồ của người khác, thì phụ nữ thông minh không như thế. Cô ấy luôn kín tiếng với số dư trong tài khoản, với những tài sản đứng tên mình. Dù là chồng cũng không hề biết người phụ nữ khôn ngoan đang có tiền tiết kiệm riêng. Bởi lẽ, nàng luôn đủ lý trí để tự chừa đường lui cho mình, để bản thân có thể chủ động đối phó với khốn khó khi nó đột ngột ập đến. Việc giữ kín các thông tin về tình hình tài chính của gia đình còn là cách để giữ an toàn, tránh ánh mắt ghen ghét, đố kỵ của những kẻ xấu tính. Chỉ cần giữ kín những bí mật trên, dám chắc chị em phụ nữ sẽ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, chồng nuông chiều như bà hoàng, cả đời chỉ biết mỗi vợ. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tủ ấm. Câu nói này có ý nói nếu người đàn ông lo gánh vác những việc lớn, lo kinh tế cho gia đình, thì người đàn bà là người giữ hỏa khí, vun bén hạnh phúc cho gia đình. Không chỉ vun vén chăm lo cho gia đình từ những bữa cơm, giấc ngủ, dọn dẹp nhà cửa hàng ngày, phụ nữ khôn ngoan còn cần biết nói lời hay, động viên khích lệ chồng con, mong điều tốt đẹp cho sự nghiệp của chồng con nữa. Chớ làm đàn bà dại, bà làm ba điều này khiến mất hết đi hỏa khí trong gia đình. Chồng con chỉ muốn tránh xa, không muốn về nhà nữa. Ba điều đàn bà dại khờ làm khiến chồng con đang vui vẻ bỗng nhiên mất hứng. Người đàn bà khôn luôn biết cân nhắc khi làm chuyện gì đó, còn đàn bà dại thường hành động nhanh hơn suy nghĩ, khiến chồng con đang vui vẻ bỗng mất hứng. Dưới đây là những điều đàn bà dại khờ làm
khiến không khí gia đình trở nên ngột ngạt, chồng con muốn đi, không muốn về. Thứ nhất, quát tháo. Người đàn bà khôn ngoan không bao giờ quát tháo, chửi bới chồng con khi tức giận, bực bội. Còn phụ nữ dại thường vô tư làm điều này, chẳng biết hậu quả khôn lường như thế nào. Họ chỉ nghĩ cho những cơn bực dọc của bản thân mà ít khi quan tâm đến chồng con. Điều này khiến hôn nhân đổ vỡ, chồng con cảm thấy chán nản, không muốn ở gần người mẹ, người vợ của mình. Người phụ nữ khôn ngoan hãy biết dùng sức lực vào những việc bổ ích. Đừng tốn công, tốn sức, quát chồng, chửi con, khiến gia đình không vui. Hãy dành thời gian làm đẹp, kiếm tiền. Nên nhớ, con người sống ở đời để tạo ra hạnh phúc, chứ đừng tạo ra niềm đau để tổn thương nhau. Thứ hai là so sánh. Việc so sánh chồng con nhà mình với chồng con nhà người ta luôn xuất hiện trong những câu chuyện của đàn bà dại. Họ khao khát có được người con hoàn hảo, giỏi giang như con của người ta. Họ mong muốn có người chồng giúp đỡ việc nhà, biết suy nghĩ thấu đáo như chồng của người ta. Nhưng họ lại không hiểu được mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Không ai hoàn hảo tuyệt đối, không ai chuyện gì cũng biết. Cần phải dành thời gian trau dồi, bổ dưỡng mới tinh thông được. Chồng con của bạn cũng vậy. Tuy họ không giỏi giang, nhưng cũng sẽ không tệ đến mức không chấp nhận được. Hãy bao dung để không khí gia đình luôn thoải mái. Thứ ba là cảm làm. Người phụ nữ cảm làm luôn khiến chồng con chịu nhiều uất ức. Đôi khi muốn nói chuyện hay tâm sự điều gì đó cũng khó lòng mà thổ lộ hết được. Vì nói quá nhiều nên bạn thường xuyên tạo áp lực, khiến chồng con cảm thấy bản thân vô dụng hay không được xem trọng. Nếu điều này kéo dài, hôn nhân của bạn sẽ trục trặc, mối quan hệ vợ chồng, con cái dễ rạn nứt. Nếu đã gọi nhau hai tiếng vợ chồng, phụ nữ hãy bớt tính càm ràm lại. Đàn ông cũng nên biết quan tâm vợ con hơn. Hãy cùng nhau cố gắng để cuộc hôn nhân này có kết thúc viên mãn nhất. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.